Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta cùng xem dòng sản phẩm máy lọc nước Ultra Filter 6 cấp độ của Euroline. Đó là dòng UF6, Ultra Filter UF6 của Euroline. Dòng UF6 thì được Euroline đã phát triển một thời gian rồi, nhưng hiện tại chúng tôi đã làm mới lại sản phẩm để sản phẩm có tính thẩm mỹ hơn và chất lượng tốt hơn so với những dòng sản phẩm cũ. Đây là dòng vừa mới ra mắt của đầu tháng 9 của Euroline. Và đây là đóng gói của sản phẩm. Sản phẩm được đóng gói trong hộp màu của Euroline. Chúng ta thấy đây là hộp màu của Euroline. Chúng ta cùng mở hộp và để kiểm tra sản phẩm này có những gì và có những đặc biệt gì khác những dòng sản phẩm trước đây nhé. Chúng ta cùng mở vỏ hộp. Đây, tôi sẽ mở ở đây để mọi người thấy chi tiết bên trong sản phẩm bao gồm những gì. Và cũng như các dòng sản phẩm khác thì các bạn thấy là sẽ có một túi linh kiện, sách hướng dẫn sử dụng ở đây. Rồi, một vòi nước. Rồi, và đóng gói của máy ở bên trong. Đây, chúng ta thấy đây có một cuộn dây đi kèm nữa, 5m dây. Và đây là hộp được kê xốp ở hai bên để đảm bảo sản phẩm không bị chảy xước khi vận chuyển. Vâng, chúng ta cùng xem chi tiết. Đây là dòng sản phẩm mới được thiết kế lại của Euroline. Chúng ta cùng bỏ vỏ xốp ra để xem chi tiết nhé. Các bạn có thể thấy đây. Đây là dòng UF6 của Euroline mới được review làm mới lại từ đầu tháng 9 năm 2020. Các bạn thấy là bề mặt được làm từ Mechatron, được in logo của Euroline ở đây đó, và được in ký hiệu Ultra Filter 6-stack, tức là 6 lõi. Và chúng ta để ý ở đây có logo của Quartet 3 đó. Dòng sản phẩm máy lọc Ultra Filter của Euroline đã được test và thử nghiệm tại trung tâm Quartet 3, đạt chứng nhận tiêu chuẩn về nước uống đóng chai theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế Việt Nam. Sau khi nguồn nước được lọc qua máy này đã đạt tiêu chuẩn nước uống đóng chai, không vi khuẩn, không kháng chất, không độc tố. Các bạn có thể tham khảo thêm ở phần giấy chứng nhận qua test 3 sẽ có ngay trên video, thì các bạn sẽ xem chi tiết cái giấy chứng nhận đó cho dòng Ultra Filter này nhé. Và đây là logo hàng chất lượng cao của tiêu chuẩn quốc tế và logo top 500 sản phẩm dịch vụ hàng đầu Việt Nam do người tiêu dùng bình chọn. Và đây là logo của máy lọc nước Euroline Pure Water System, là dành riêng cho máy lọc nước. Chúng ta cùng xem kết cấu. Về phần pallet thì phía sau á, chúng ta được thiết kế với 4 bát treo. Chúng ta có thể treo ngang, treo dọc tùy ý, rất là thuận tiện đó, rất là dễ dàng. Chúng ta chỉ việc bắt vít và treo lên thôi. Đây là dòng máy lọc không dùng điện, vì vậy nó rất là tiết kiệm. Và chúng ta cũng đã biết rồi, Euroline phát triển từ dòng UF5 trở lên tới UF6 và UF7 đã được quý khách hàng đón nhận rất là tốt, với chất lượng sản phẩm tốt, nguồn nước đưa ra đạt tiêu chuẩn chất lượng. Vì vậy chúng tôi luôn luôn tin tưởng quý khách sẽ chọn sử dụng sản phẩm máy lọc nước Euroline cho gia đình mình. Đây là đầu kết nối. Đầu kết nối thì chúng ta nhìn thấy nó sẽ có 3 đầu, là đầu inlet, backwards và outlet. Inlet là nước chưa lọc, chúng ta sẽ đưa vào đầu này. Và đây, outlet là nguồn nước đã được lọc ra, thì chúng ta đưa từ đầu này lên vòi nước. Và đây là phần nước xả thải, thì chúng ta chỉ cắm ống vào và kết nối với van xả thải thôi. Đó, khi gắn thì chúng ta
nên lưu ý là ở dưới cái chốt này nó có một cái chốt đó, chúng ta nhấn xuống và chỉ việc kéo lên thôi, nó rất là dễ dàng, chúng ta lưu ý việc đó. Còn về phần lắp đặt chi tiết thì chúng ta vui lòng xem video clip đã được Euroride đưa lên YouTube thì nó sẽ có chi tiết cụ thể hơn, chúng ta cùng xem ở trên đó nhé. Ở đây tôi chỉ review về sản phẩm thôi, để chúng ta cùng xem chi tiết thêm ở phía bên trong. Đây, khi mà lắp đặt xong thì chúng ta có thể sử dụng một cách bình thường rồi. Còn khi mà thay thế nõi lọc thì chúng ta có thể mở lắp panel này ra đó, và chúng ta có thể dễ dàng thay thế. Chúng ta lưu ý là ở phía bên hông panel này đều có hai cái nút, thì chúng ta phải nhấn nó vào. Đó, chúng ta nhấn hai nút hai bên này đó và đẩy cái nắp này lên thôi, panel nó được mở rồi. Thì panel nó được thiết kế bằng hai ngàm ở trên và hai cái ngàm ở phía hông này đó. Đây, chúng ta cùng xem ở đây bên trong bộ phận lọc này có 6 nõi, bao gồm nõi TP là nõi bông lén và nõi GAC là nõi than hoạt tính đó, nõi CTO là nõi carbon đó, nõi COM là nõi composite, nó là bộ lọc khoáng chất tạo khoáng chất cho nước, và nõi UFF là nõi siêu màng lọc, và tiếp đó là nõi T33 là nõi bổ nõi than hoạt tính, nó sẽ tạo vị ngọt cho nước, vị thanh cho nước và khử mùi. Tất cả các nõi đều được định vị trên palen cụ thể như vậy. Chúng ta có thể tháo rời cái này ra đó, chúng ta có thể nhấc ra và tháo ra được đó, thì nó rất là dễ dàng để chúng ta lắp đặt, không có khó khăn gì ở phần lắp đặt và thay thế này cả. Chúng ta chỉ việc bấm nút này thôi là chúng ta có thể tháo rời các nõi lọc này ra và chúng ta có thể thay thế một cách dễ dàng. Đây là dòng sản phẩm mà Euroride phát triển nhằm phục vụ cho mọi người để có một nguồn nước tốt nhất cho gia đình của mình với chi phí cực kỳ thấp và giá thành rất là rẻ, để chúng ta có được một nguồn nước đảm bảo cho sức khỏe của mình. Vì vậy dòng Euroride này không dùng điện, UF5, UF6, UF7 của Euroride đều không dùng điện và nó mang tính tiết kiệm rất là cao. Toàn bộ các dòng UF của Euroride thì đều không dùng điện. Tuy nhiên, khi chúng ta sử dụng với nguồn nước có áp lực lớn thì nước ra vòi lọc nó sẽ mạnh hơn. Còn nếu chúng ta dùng với nguồn nước yếu thì nước ra vòi nó sẽ yếu hơn. Vì vậy, chúng ta lưu ý về vấn đề này khi sử dụng. Nhiều khách hàng thì cũng kêu là ở sao vòi ra yếu quá. Thật ra là các bạn cũng phải hiểu là khi qua bộ lọc thì áp lực nước nó đã giảm đi rồi. Nếu mà qua bộ lọc áp lực nước không giảm thì nó không còn gọi gì là lọc nữa. Vì vậy mọi người hãy lưu ý nhé. Và đặc biệt là khi lắp đặt thì chúng ta cần phải khóa van xả thải lại vào thì nước ra mới mạnh được. Sau khi xả thải thì chúng ta khóa lại đó, chứ đừng để song song nước thải chảy và nước vòi chảy thì nó sẽ không bao giờ mạnh được. Đấy, và đây là bên trong của bộ lọc này. Nó bao gồm 6 nõi lọc nhưng nguồn nước ra đảm bảo với các bạn rằng nó đạt tiêu chuẩn nước uống nóng chai và đã được qua test 3 chứng nhận, thử nghiệm và chứng nhận. Các bạn có thể yên tâm khi sử dụng sản phẩm này. Đây là một sản phẩm rất là tinh tế và tôi nghĩ là mọi nhà đều có thể sử dụng được cho một nguồn nước an toàn cho sức khỏe của gia đình. Đây, khi chúng ta thay thế hoặc làm công tác bảo trì xong thì chúng ta lắp đặt lại cũng rất là dễ dàng, chỉ việc đưa khớp thôi. Đấy, đưa khớp các khớp chúng ta bấm lại thế là xong rồi đó. Đây, chúng ta có thể xem chi tiết về máy. Chúng ta sẽ xem chi tiết máy ở một góc khác nhé, để xem cái dòng sản phẩm này nó hoàn hảo như thế nào. Ở đây chúng ta chỉ nhìn về bề mặt chung chung này thôi. Rồi, tôi sẽ dựng máy lên và để các bạn xem dòng sản phẩm này có tính hoàn mỹ như thế nào nhé. Thế chúng ta cùng xem chi tiết của máy khi mà chúng ta để ở trên bàn hoặc treo ở trên tường. Đây, chúng ta thấy là cái độ hoàn hảo của sản phẩm. Đây, mặt mica trong chúng ta có nhìn thể nhìn rõ
logo của Herbalife, chứng chỉ chứng nhận qua test 3. Logo của Herbalife. Sản phẩm rất là hoàn hảo. Đấy, đầu kết nối. Sản phẩm rất là hoàn mỹ. Đúng không ạ? Một sản phẩm rất là tuyệt vời cho phòng bếp của nhà, của gia đình các bạn. Nó không những đẹp mà có thể tạo ra một nguồn nước sạch cho gia đình. Điều đó là điều quan trọng mà Herbalife mong muốn mang lại cho tất cả các gia đình Việt Nam. Chúng ta cùng xem chi tiết thêm về phần phụ kiện đi kèm của sản phẩm này như thế nào nhé. Đây, chúng ta cùng xem chi tiết phụ kiện đi kèm của sản phẩm. Phụ kiện đi kèm với sản phẩm bao gồm một vòi nước tinh khiết. Vòi nước này là chuyên dành cho máy lọc RO. Đó, đây là vòi của Herbalife. Chúng ta xem nhé, vòi của Herbalife đây. Vòi với tay tam giác và phần logo cũng được in ở trên tay cầm này. Đó, vòi có thể xoay. 5S dây cấp thì dây này được dùng cho các dòng máy lọc nước. Một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Khi sử dụng thì khi lắp đặt thì chúng ta lên tham khảo qua cuốn sách này để chúng ta có thể nắm được cách lắp đặt và thông số chi tiết thì chúng tôi đã trình bày ở đây sẵn rồi. Đó, chúng tôi còn làm thêm cả phiếu bảo hành nằm ở phía đằng sau này. Đó. Chúng ta lưu ý là đây là cuốn sách sử dụng dùng chung cho UF5, UF6, UF7. Nó chỉ khác nhau về lõi lọc thôi, về cấp độ lọc thôi. Còn về cách lắp đặt, phương pháp lắp đặt thì như nhau. Vì vậy chúng ta hãy tham khảo sách hướng dẫn sử dụng trước khi lắp đặt nhé. Đây, phụ kiện kèm theo thì chúng ta có một bát gắn cho vòi từ làm từ nhựa. Đây, chúng ta khi lắp đặt xong thì chúng ta định vị bát xong thì chúng ta chỉ việc gắn vòi vào thôi. Đó, đi kèm là một bộ tắc kê. Thì bộ tắc kê này chúng ta dùng 2 vít cho việc treo qua len, treo hộp máy. Còn 3 vít thì chúng ta định vị cho cái bát gắn này. Đó, rồi tiếp theo là một van 3 chiều. Van 3 chiều này là dùng cho việc kết nối và lắp đặt đường cấp nước cho máy. Thì chúng ta tham khảo thêm cái cách lắp van 3 chiều này và cách lắp đặt máy ở video hướng dẫn lắp đặt của Herbalife nhé. Đây là cái khớp nối cho vòi, thì chúng ta chỉ việc nhấn vào đây thôi là khớp nối đã hoàn thành và chúng ta chỉ việc cắm dây vào thôi. Đó, chúng ta cắm đầu dây vào là coi như đã hoàn thành việc lắp đặt ống cấp cho vỏ, và đầu dây kia chúng ta chỉ phải cắm vào máy thôi, nó rất là dễ dàng. Khi tháo ra chúng ta nhớ phải nhấn cái nút màu xám, nó là cái nút khóa ở trên các cái khớp này, thì chúng ta phải nhấn đều xuống và rút ra thôi. Đó. Và đây là van xả thải, thì van xả thải cũng kết nối với ống dây này và một đầu kết nối ra đầu xả thải thôi. Khi sử dụng thì chúng ta nên nhớ van này chúng ta luôn luôn phải đóng lại nhé, và chúng ta không được mở. Một tuần thì chúng ta có thể mở 10 phút, 5 phút để xả cái lượng cặn đóng ở trong lõi đi. Như vậy là xong, chúng ta lại đóng lại và sử dụng một thời gian thì chúng ta lại xả thải. Đó, rất là dễ dàng, không có phức tạp giống như các dòng sản phẩm khác. Đây là dòng sản phẩm mà Herbalife mong muốn đưa ra thị trường để phục vụ quý khách hàng, để mọi người dân Việt Nam đều có một nguồn nước tinh khiết sử dụng an toàn cho sức khỏe, đảm bảo cho sức khỏe của tất cả mọi thành viên trong gia đình với chi phí giá thành rất là hợp lý và hậu mãi lâu dài. Chúng tôi cam kết những sản phẩm của Herbalife đưa ra đều mang tính chất phục vụ cộng đồng và đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy chúng tôi hy vọng quý khách sẽ lựa chọn những sản phẩm
của Euroline. Chúng tôi cam kết với quý khách là những sản phẩm của Euroline đều là những sản phẩm chất lượng, có qua kiểm duyệt và khi sản xuất đều được kiểm tra kỹ lưỡng bởi Euroline Việt Nam. Vì vậy quý khách hãy yên tâm khi sử dụng các sản phẩm của chúng tôi và hy vọng sản phẩm Euroline sẽ luôn luôn hiện diện trong mọi căn nhà của các bạn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video clip của công ty cổ phần Euroline Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip tiếp theo. Cách lắp đặt máy lọc nước Euroline UF Long, các bạn chú ý cách mở nút của đầu các đầu ra và vào của các bạn nhấn xuống và kéo ra rất là đơn giản. Xong em mở ra rồi. Sau đó chỉ việc lấy dây cắt theo từng kích thước mà phù hợp với không gian vị trí của quý khách. Chúng ta chỉ cần cắm chặt dây vào là xong. Đây là nguồn nước vào. Chúng ta kết nối từ van ba chiều đây. Van ba chiều thì đầu nhỏ này nó sẽ vào một đầu của dây. Và bắt vào nguồn nước ở trong gia đình, thường thường là nguồn cấp cho vòi rửa chén ngay dưới bồn chậu rửa, hoặc là cũng có thể cấp từ ngay đường ngoài. Cái rất là đơn giản. Đây là nước thải. Nước thải thì đầu nước thải này sau khi mà đi ra thì các bạn sẽ kết nối với một cái khóa. Khóa này thì khi sử dụng á thì các bạn khóa lại. Và khi xả thải á, thì các bạn sẽ mở ra. Thường thường thì mở xả thải trong vòng tầm khoảng 2 phút đến 5 phút là được rồi. Đó là đường nước thải. Còn đường này là đường nước đã được lọc. Đó, thì các bạn sẽ kết nối từ đường này ra vòi rửa. Ra vòi nước. Đấy, các bạn chỉ cần kết nối một đầu và đầu còn lại. Và vòi này được bắt ở trên tường kèm theo một bát, hoặc có thể gắn ở ngay chậu rửa. Rất là đơn giản.